Dạ, Hiếu Phan mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước quay trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu. Hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ lễ ở Việt Nam thưa quý vị khán giả. Thì trước khi vào nội dung cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Chúc quý vị khán giả ở Việt Nam có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, ấm áp cùng với gia đình và luôn luôn tràn đầy hạnh phúc. Và Hiếu cũng xin mến chúc cho tất cả quý vị khán giả ở hải ngoại có những ngày cuối tuần cùng với gia đình của mình có những bữa tiệc vui vẻ, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì hôm nay là ngày nghỉ lễ nhưng mà Hiếu vẫn dành một chút xíu thời gian để chia sẻ một cái video clip này, bởi vì cái chủ đề này mấy bữa nay cũng rất là nóng hổi và được quý vị khán giả yêu mến Thiền Am quan tâm. Và từ bấy lâu nay thì quý vị quan tâm đến cái chủ đề này bởi vì nó rất là bức xúc. Đó là cái trường hợp mà bên Sở Y tế huyện Đức Hòa nói riêng, tỉnh Long An nói chung, thì họ đã phối hợp với lực lượng cơ quan chức năng ở đó đưa Thiền Am đi cách ly một cách rất là vô lý, thưa quý vị khán giả. Thì trở lại với ngày 25 tháng 7 năm 2020 thì họ cho rằng có một đối tượng tên là Đinh Thanh Hải từ Campuchia về đến Thiền Am, và sau đó thì họ có nghi vấn và cho rằng là ông này đã bị nhiễm Covid, và sau đó thì các thầy, các cô cũng như là các bé đã bị đưa đi cách ly một cách gọi là không có đúng với quy định của Bộ Y tế. Và ở đó thì chúng ta cũng đã thấy cái sự bức xúc của các thầy cô khi mà họ đã đưa các thầy lên trên xe với một cái nắng buổi trưa nó rất là nắng, nhưng mà ở trên xe thì quý vị khán giả cũng có nghe các thầy nói á, rất là nhiều đoạn video clip thì cũng đã được truyền tải đi rồi, thì các thầy có nói là ở trên xe tồi tàn rồi, không có thức ăn nước uống gì cả, mà các thầy cũng xin một ổ bánh mì hay là một chai nước. Thì những người mà có mặt hôm đó, chẳng hạn như là bên y tế hay là bên cán bộ công an á, thì họ không có đáp ứng yêu cầu của các thầy. Mà trong khi đó thì các thầy nhịn ăn nhịn khác, mà ở dưới xe thì các cán bộ thì vẫn ngồi ăn, bỏ mặc cho các thầy trên đây kêu gào trong cái nắng buổi trưa rất là gay gắt đó, rất là khó chịu. Thì đây chúng ta mới nói rằng tại sao giữa người với người mà họ lại đối xử như vậy. Các anh á, thì lúc nào cũng cho là những gì mình làm là đúng, các anh là người, còn cho các thầy ở Thiền Am hay là các thành viên ở Thiền Am á, không phải người hay sao mà lại có một cái cách đối xử như vậy. Thật sự rất là bức xúc, thưa quý vị khán giả. Và đặc biệt ở trong cái ngày mà đưa các thành viên của Thiền Am đi cách ly á, thì chúng ta có thấy là sự hiện diện của ông Võ Văn Thắng, cha của Diễm My, đó, với một cái bụng phệ rất là to đùng. Và ông ấy đang nghe điện thoại đó, không biết là ông ấy chỉ đạo như thế nào đó ở ngoài này, và cũng có thức ăn, đồ uống, tất cả các thứ để mà mời các chiến sĩ công an. Ở đó thì có giao thông nữa, thưa vị, đó, mời các chiến sĩ công an nha. Mà trong khi đó thì ở bên trong Thiền Am thì chúng ta thấy là cái sự gọi là không có được công bằng, thưa vị. Đó, thì chúng ta thấy là cái tính nhân đạo giữa người và người, cái tình yêu thương á, họ đối xử như vậy đối với các thành viên của Thiền Am thì chúng ta cảm thấy rất là bức xúc, rất là bực bội, đúng không ạ? Thì cái chủ đề này thì rất cần được lên tiếng. Cũng như là luật sư Đào Kim Lân cũng có nói đó, sau cái kỳ nghỉ lễ này thì luật sư sẽ thu thập hết tất cả hồ sơ cũng như là những cái tư liệu để mà gửi lên cho bên Bộ Y tế để họ xem xét, xem là ở dưới đây có chấp hành đúng với cái quy định của Bộ Y tế đưa ra hay không. Đó, trong cái cách mà đưa các thành viên của Thiền Am đi cách ly như vậy á, là nó có đúng với cái quy định của Bộ Y tế ban ra chưa. Đó, thì cũng cần là bên Bộ Y tế xem xét cái trường hợp này và có cái câu trả lời sau cái kỳ nghỉ lễ này, thưa vị khán giả. Thì cái điều ở đây thì chúng ta cũng xin cảm ơn các vị luật sư rất là nhiều, bởi vì trong cái sự việc mà diễn ra và xảy ra đối với đại gia đình Thiền Am thì chúng ta biết rồi, hình như là có một cái thế lực, đúng không ạ? Thì cái thế lực đó như thế nào
thì bên phía đoàn luật sư họ cũng đã biết hết trơn rồi thưa vị. Nhưng ở đây luật sư nói là luật sư sẽ đi đến cùng, dù cho người đó có thế lực như thế nào thì bên phía luật sư cũng không có chùn bước và quyết tâm sẽ đem ra từng cái vụ việc. Cái thứ nhất là cái vụ 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp với đại gia đình Thiền Am, gây mất cắp tài sản, gây thương tích về người nhưng không có được cơ quan chức năng xử lý một cách triệt để mà răn đe cho những thành phần đối tượng cá nhân tổ chức về sau có những cái hành động giống như ông Thắng. Và cái sự việc thứ hai đó là cái vụ đưa đi cách ly. Đây là một cái vụ cũng chấn động mà mấy năm nay cũng làm cho dư luận vô cùng bức xúc, bởi vì họ đã dựng lên một cái kịch bản để mà đưa các thành viên của Thiền Am đi cách ly. Trong khi đó họ cho rằng là có một đối tượng tên là Đinh Thanh Hải đến Thiền Am trong cái thời điểm đó thưa vị. Nhưng mà trích xuất camera lại thì bên Thiền Am cho biết là không có đối tượng này. Nhưng mà ở bên sở y tế cũng như là cơ quan chức năng tại địa phương nơi Thiền Am lưu trú lại có những cái hành động như vậy, đưa các thầy đi cách ly thật sự rất là vô lý. Mà trong cái thời điểm mà đưa đi cách ly thì cũng chẳng có một cái giấy quyết định nào cả, cũng chẳng có văn bản đó, và cũng không có báo trước như thế nào hết, ngang nhiên đột xuất đến đó đưa đi là đưa đi. Và trong cái thời điểm hiện tại, trong cái thời điểm đó thì quý vị biết rồi là các thầy cô rất là hoảng loạn thưa vị, bởi vì mới sáng sớm ngủ dậy là đã đưa tất cả mọi người lên xe rồi mà chưa có ăn uống và cũng chưa có chuẩn bị vật dụng gì cả để mà đem vô cái nơi cách ly hết đó. Thì ở đây thì các thầy cũng có lên tiếng là cho tôi xin ổ bánh mì, cho tôi xin chai nước đi, khát quá, nóng quá. Tại sao trên xe giữa cái nắng ban trưa như vậy mà không có mở cái máy lạnh, cái máy điều hòa thì làm sao mà chịu nổi? Đó, vậy thì chúng ta đặt câu hỏi, nếu mà trường hợp của các cán bộ có mặt trong ngày hôm đó đó, từ sở, từ nhân viên y tế cho đến là các đồng chí, kêu là đồng chí thưa vị, là cảnh sát, công an đó, đặt trường hợp mà lên xe giống như các thầy đi vừa đói vừa khát, vừa nóng như vậy đó, có chịu nổi hay không? Tại sao mà chúng ta giữa cái con người với con người mà đối xử như vậy? Thật sự là trong cái thời điểm này, trong cái thời đại này mà họ lại có những cái hành động như vậy, nó chẳng khác gì là thời Trung Cổ thưa vị khán giả. Thật sự rất là đau lòng đúng không ạ? Thì cái sự việc này thì luật sư cũng sẽ làm cho ra ngô ra khoai, và đặc biệt là luật sư sẽ làm hết sức mình về cái việc là đi điều tra đối tượng Đinh Thanh Hải này có đúng như những gì mà bên phía sở y tế hay là bên phía cơ quan chức năng họ nói là đối tượng này đến Thiền Am hay không trong thời điểm đó thưa quý vị khán giả. Thì sau đây thì Hiếu cho quý vị xem một đoạn video clip trong cái ngày mà đưa các thành viên của Thiền Am đi cách ly á, thì có sự xuất hiện của ông Võ Văn Thắng. Thì Hiếu mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để chúng ta thấy cái tướng bụng bự của ông Thắng như thế nào nhé. Đó, quý vị thấy không? Đó là ông Thắng đó thưa vị khán giả. Công an á. Mấy anh công an lại ăn đi chờ. Ăn đi. Ăn một kiện lại ăn đi. Em hết chưa? Nó thì thật sự thì chúng ta cũng đã thấy được rằng trong cái câu chuyện, trong cái sự việc mà họ đã đưa Thiền Am đi cách ly á, thì có bàn tay của ông Thắng nhúng vào đúng không ạ? Còn cái sự việc này như thế nào, bằng chứng chứng cớ thì luật sư cũng đã có rồi, chỉ chờ là cái ngày mà luật sư đem cái việc này ra trước ánh sáng mà thôi. Đó thì cũng hy vọng là luật sư làm hết mình, làm đến cùng, ngô ra ngô, trắng ra trắng, đen ra đen, đúng không quý vị? Đó, cái điều này là tất cả chúng ta đều mong muốn đúng không ạ? Và sau đây thì Hiếu xin chia sẻ một cái đoạn video clip mà luật sư Đào Kim Lân trình bày về cái sự việc mà họ đưa đi cách ly đối với các thành viên của Thiền Am như thế nào. Thì quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy rất là bức xúc ở đây thưa quý vị khán giả. Thì hãy mời quý vị cùng nghe và chúng ta sẽ tiếp tục bình luận ạ.
ngày 25 tháng 7 năm 2020, đại diện chính quyền ủy ban huyện Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây, cơ quan y tế, dân phòng đến cưỡng chế toàn bộ những người sinh sống tại căn hộ của bà Cúc đi cách ly y tế tập trung tại trung tâm cách ly Kiến Tường, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với lý do có một người đàn ông từ Campuchia trở về đến thăm. Tuy nhiên, những người sống tại đây cho biết vào thời gian mà chính quyền cho rằng khi người đàn ông này đến thăm thì trích xuất camera an ninh không phát hiện người đàn ông nào như mô tả. Nhưng 18 người sống tại đây vẫn bị cưỡng chế đi cách ly. Sau đó, những người sống tại nhà của bà Cúc được công an xã Hòa Khánh Tây cho biết người đàn ông đã đến thăm tên Đinh Thanh Hải, sinh năm 1966. Theo đó, họ cho rằng 18 người, trong đó có 5 trẻ em, bị cưỡng chế lên trên chiếc xe 50 chỗ ngồi, không ăn uống. Họ được phát cho những chai nhựa nhỏ để đi vệ sinh tại chỗ. Tôi nhắc lại nha, không được ăn uống, chỉ có phát chai nhựa nhỏ để đi vệ sinh tại chỗ, khiến tinh thần, tâm lý của các trẻ em bị hoảng loạn. Các cháu bé thể hiện tâm lý sợ sệt và khóc thét khi gặp người lạ. Có thể đây là di chứng của buổi cưỡng chế ngày hôm đó. Ngoài ra, khi đưa đến chỗ cách ly, những người này bị lấy máu, dịch hầu họng, dịch mũi để tiến hành xét nghiệm chung. Nhưng toàn bộ các ảnh của quá trình này lại được đưa lên mạng xã hội, đặc biệt trang Facebook Nguyễn Xin và kênh YouTube Nguyễn Xin Official liên tục đăng các bài viết, video có hình ảnh những trẻ em sinh sống tại nhà bà Cúc và hình ảnh của những người bị lấy máu. Bài viết của chủ tài khoản nhận được hàng ngàn bình luận chế giễu, xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người bị lấy máu. Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly y tế tập trung, 18 người này được thông báo lúc 15 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2020 sẽ được cho về nhà. Khi ông Vân và bà Cúc đến đón 18 người trên, ở đây là như tôi nói, ông Vân và bà Cúc thì không bị đưa đi vì họ cách ly tại nhà, còn 18 người còn lại thì bị đi. Khi ông Vân và bà Cúc đến đón 18 người trên thì ông Vân, bà Cúc, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Huyền Trân bị các nhân viên y tế ở đây lôi vào lấy máu, lấy dịch xét nghiệm. Không đồng ý, ông Vân bị một nhân viên y tế tát một tát vào mặt khiến ông Vân ngã lăn ra đất. Sự việc trên được những người còn lại cùng chứng kiến. Bốn người này còn bị các nhân viên y tế tách riêng ra và đưa từng người vào phòng riêng rồi ép ký tên vào biên bản, nhưng che, không cho xem nội dung bên trong. Chỉ thấy được những dòng chữ cuối của biên bản có nội dung. Nếu chấp nhận ký vào biên bản thì sẽ gửi biên bản đến viện kiểm sát để điều tra vụ án, đe dọa nếu không ký sẽ đánh. Trung tâm cách ly đã viện lý do phải chờ quyết định của tỉnh để kéo dài thời gian. Đây chúng tôi xin tạm ngưng phân tích như vậy. Bộ Y tế và Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu sẽ tới tỉnh Long An xác minh sự việc đó. Sau đó thì có một văn bản của cơ quan y tế đó, họ gửi vào một cái đơn vị, đó là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Mộc Hóa, giám đốc khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Long An, cơ sở đại đội bộ binh huyện Mộc Hóa, là người chịu trách nhiệm chính của khu cách ly đó, yêu cầu điều tra xác minh và giải trình sự việc này. Nhưng mà cho đến nay thì sự việc này vẫn chưa được xử lý. Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ này, chúng tôi sẽ tập hợp tất cả những văn bản này và chúng tôi sẽ chính thức truy tìm người đàn ông có tên là Đinh Thanh Hải, sinh năm 1966, để xem sự việc cách ly
vào tháng 25 tháng 7 năm 2020 đó, cùng với việc xuất hiện của ông Võ Văn Thắng, bà Đoàn Thị Tuyết Mai và một số người khác, chúng tôi cũng đã thấy hình như là họ cũng khá quen mặt xuất hiện ở xung quanh khu vực của tỉnh Đồng Nai lúc đó, kể cả có mặt của cảnh sát giao thông, của công an và rất nhiều người. Đặc biệt nếu là khu cách ly và phát hiện là có người nhiễm bệnh, cái việc lơ là y tế như thế của cơ quan y tế huyện Đức Hòa cũng như tỉnh Long An trong thời điểm nói trên là hành vi không thể nào bỏ qua, nhất là trong thời điểm lúc đó dịch bệnh rất nghiêm trọng. Hy vọng rằng trong khoảng tuần lễ tiếp theo, sự việc về cách ly y tế này sẽ có những cái câu trả lời, hoặc là chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ này đến Bộ Y tế để cho biết rằng những yêu cầu của các anh cơ quan công an, cơ quan y tế tỉnh Long An đã không thực hiện, trong đó có liên quan đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Mộc Hóa. Đây là một cơ quan quân đội, chắc chắn điều tra quân đội sẽ có mặt để làm việc. Tạm tôi xin công bố một cái thông tin mới chúng tôi chuẩn bị triển khai trong cái kỳ nghỉ sắp tới. Nếu có bất cứ thông tin gì mới, chúng tôi sẽ trở lại. Hiện nay là đêm nay thì chúng tôi cũng thấy là cái phần trình bày. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, quý vị cũng nghe phần trình bày của luật sư Đào Kim Lân trình bày với cái nội dung trong cái ngày đi cách ly, cũng như là những cái sự việc mà nó diễn ra tại trại cách ly như thế nào, đúng không ạ? À? Thì nghe qua thì chúng ta rất là bức xúc, đi cách ly mà lại đi lấy máu. Thưa quý vị, đó, đây là cái mưu mô gì đây? Đó, cái ý đồ gì đây? Thì chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng đã có câu trả lời, đúng không ạ? À? Và đặc biệt là trong cái ngày mà đưa các thầy đi cách ly á, thì họ không cho ăn cho uống mà chỉ đưa cho một cái chai nước để mà sinh hoạt. Như thế nào đó giải quyết những cái tế nhị đó bằng một cái chai nước đó, thưa vị khán giả. Thì thật sự nghe qua rất là bức xúc. Thì luật sư cũng có nói rồi là sau cái kỳ nghỉ lễ này thì luật sư sẽ tập hợp lại tất cả những cái hồ sơ nó có liên quan để mà gửi lên Bộ Y tế, để cho Bộ Y tế xem xét là ở dưới này họ có làm đúng với cái quy định của Bộ Y tế ban ra hay không. Đó, thì chúng ta cũng hoan nghênh cũng như là cảm ơn các vị luật sư rất là nhiều đã có tâm, có tầm và có đức để mà đi tìm cái sự thật, đặc biệt là truy tìm đối tượng Đinh Thanh Hải sinh năm 1966 này có giống như là những gì mà bên phía cơ quan chức năng huyện Đức Hòa họ nói là đến Thiện Am hay không. Đó, thì cũng rất là cần là điều tra ông này và truy tìm cho ra bằng được ông Đinh Thanh Hải này, thưa vị khán giả. Thì sự việc tiếp theo như thế nào trong cái câu chuyện này thì Hiếu sẽ trở lại cập nhật những gì mà mới mẻ nhất để gửi đến kịp thời cho vị khán giả nắm bắt thông tin cũng như là tình hình trong cái câu chuyện này. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe và ủng hộ cho Hiếu trong cái video này. Rất mong là vị khán giả khi xem để lại một like tặng cho luật sư cũng như là Hiếu, và đặc biệt là để lại bình luận nhận xét cho cái câu chuyện này, và đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà Hiếu chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa, cuối video Hiếu xin mến chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Còn bây giờ cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.